Simon. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn bài Pink Venom, một bài hát rất là hot trong thời gian gần đây của Blackpink. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta cùng bắt đầu luôn nhá. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào động tác đầu tiên. Các bạn để hai tay ra và chéo vào cổ như này. I bring the pain line. Đó. Tiếp theo, một thì các bạn sẽ để tay phải và che tay trái dưới vào đầu như thế bên trái trước. Hai, lật tay lại được chưa? Ba và bốn thì nhớ không nhớ đẩy lên ạ. Để sang tay bên này thì mặt phải nhìn theo tay. Đó, và các bạn lưu ý là điểm nhấn của bài là hai cái tay nó sẽ như thế này, cái răng của con bên đường đó. Đó, sau đó năm và sáu. Đó, năm và sáu. Đó, sau một cái nhìn đầu dần được chưa? Sau đó xuống sâu ba nhịp, một và hai, lại nhảy ra đứng thẳng. Đó, tiếp theo một là chân sang bên trái thì hai tay để hình cổ xuống và xiên phát gần như lên cổ đấy ạ. Nhìn thứ hai các bạn ngược lại để trên đầu. Cái thứ ba là wow wow thì các bạn sẽ để tay trên miệng. Wow wow wow, đá chân ở bên phải trước nha mọi người. Sau đó mọi người đang như này nè, vòng chân lại được chưa? Đó thì tay trái hình khẩu súng, tay phải để sau lưng. Một và hai, đó, cái chân này trái phải trái. Thì thứ ba thì các bạn sẽ vuốt cổ, sau đó các bạn sẽ mở tay để miệng cái a. Đó thì phần này rất là ngực a. Đó, tiếp theo các bạn sẽ dậm chân. Một, tay phải sẽ là tay thả lỏng, tay trái sẽ để sau lưng và mông các bạn để ra sau. Đó, mà mặt nó phải nhìn ra thẳng nhá. Đấy rồi, một và hai. Đó, một và hai thì nhịp hai các bạn sẽ mở phần tay. Một và hai, ba và bốn, vẫn như thế ạ. Năm và sáu các bạn sẽ lại lặp lại. Năm và sáu, năm và sáu. Đó, bảy và tám, tay chặt. Đó, và chân nó lùi ra bên trái trước. 7 và 8 lặp lại. 1 2. Wow wow wow. Lại sang bên này. Đó. Chân trái vẫn ở dưới này. Đó, tiếp theo. Hai tay đan vào nhau và đồng thời lật hông. 1 và 2. 1 và đầu chưa? Tiếp theo, tay trái để vào đầu, sau đó giật. A a a. Đó, ba nhịp. Đó. Ok, bây giờ chúng ta cùng vào dance break với bài nhé. Nhịp đầu tay các bạn sẽ chỉ ở trên. Nhịp thứ hai các bạn sẽ chỉ xuống dưới và mở chân. Đó. Nhịp thứ ba gật đầu và vẫn làm như này chưa? Sau đó người chân sang bên này. Tiếp theo, tay trái để thẳng đến như thế này ạ. Sau đó tay phải walking. Một và hai. Đó, các bạn nhớ phải đưa chân nhé. Một và hai này. Ba cũng thế. Và bốn. Bốn là các bạn sẽ thu hai chân về và mở hai tay và mở đầu ra sau ạ. Tiếp theo walking lên trên. Một và hai. Đó, các bạn đặt ở đây ạ. Sau đó các bạn sẽ mở trên. Khi hai tay xuống thì mặt nhìn trên trời ạ. Đó, sau đó tiếp theo. Một, hai, ba và bốn. Các bạn sẽ xoay. Đó, một, hai, ba và bốn. Đó, sau đó các bạn sẽ bật hai chân và mở tay thể lên trên, lại nhấn xuống. Đó, sau đó các bạn sẽ xoay phần hông và phần chân này. Một và hai, sẽ giật. Một là sang bên phải trước. Hai, đó, nhảy vào và giật lên. I bring the pain like this. I bring the pain.
Z Hunter Entertainment.